mời quý vị đến với những sắc màu thế giới nổi bật. Nhà đấu giá Sotheby's hôm 17 tháng 1 đã trưng bày viên kim cương đen 555,55 carat quý hiếm tại Dubai cho công chúng chiêm ngưỡng trước khi nó được bán đấu giá tháng tới ở London, Anh. Các chuyên gia cho biết viên kim cương này được tạo thành khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh va vào trái đất cách đây hơn 2,6 tỷ năm. Là một trong những chất khó cắt nhất, nhưng viên kim cương này đã được các chuyên gia tạo hình thành dạng viên trang sức 55 mặt. Hình dạng của viên kim cương Enigma này lấy cảm hứng từ biểu tượng hình cây cọ Trung Đông mang ý nghĩa quyền lực và sự bảo vệ Hamza. Viên kim cương này dự kiến có thể bán đấu giá được tới 5 triệu đô la Mỹ.